Xin chào các bạn, Tiếng Trung Ánh Dương rất vui được gặp lại các bạn trong bài học hôm nay. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào các chữ Hán trong bài số 9 của giáo trình Hán ngữ 1. Và các bạn hãy cùng theo dõi bài học nhé. Chữ Hán đầu tiên trong bài hôm nay đó là thú su quản. Thú su quản có nghĩa là thư viện. Trong từ này chúng ta cùng tìm hiểu chữ thú và chữ quản. Chữ su thì chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước rồi. Đầu tiên là chữ thú chỉ bản đồ. Thì các bạn có thể thấy bên ngoài đó là bộ vi, thì giống như là cái ranh giới của một vùng đất hay giống như một cái tấm bản đồ. Và bên trong thì giống như hình ảnh các vùng đất được ghép lại trên bản đồ. Các bạn có thể quan sát cách triển khai các nét của chữ này ở góc trên cùng bên tay phải. Tiếp theo đó là chữ quản. Chữ quản này thì có nghĩa là quán hoặc là tòa nhà. Thì bên trái các bạn có thể thấy đó là bộ thực. Phần phía sau thì giống như hình ảnh một cái tòa nhà, phía trên là mái của bộ biên phía trên đấy. Các bạn có thể quan sát giống như cái hình ảnh ở góc bên dưới bên phải đây. Vì vậy mà cái chữ này có nghĩa là quán xá hoặc là tòa nhà, vì nó có bộ thực và phía sau giống hình ảnh tòa nhà. Ví dụ, Nǐ chǎng qù tú shú guǎn kàn shú ma? Nǐ chǎng qù tú shú guǎn kàn shú ma? Bạn có thường đến thư viện để đọc sách không? Từ tiếp theo, cũng là chữ Hán tiếp theo, động từ khoản. Khoản có nghĩa là đổi. Thì đây là cũng là một dạng chữ hình thanh hay còn gọi là chữ hài thanh. Các bạn sẽ có thể thấy là góc bên trái là bộ tài ngẩy hay còn gọi là bộ thổ liên quan đến cánh tay. Bên phải là chữ khoản. Như vậy là khi mà chúng ta đổi hoặc trao đổi, ngày xưa thì trực tiếp dùng tay để trao đổi đồ vật, sản phẩm. Và chữ khoản để lấy âm đọc. Ví dụ, tha càng khoản cung chùa là tha càng khoản cung chùa là anh ấy vừa mới chuyển việc rồi, anh ấy vừa mới đổi việc rồi. Các bạn quan sát cách triển khai các nét ở góc trên cùng bên phải. Tiếp theo, chữ chỉ trong từ chỉ chia, chị gái. Thì chỉ chia là chị gái nên chắc chắn sẽ có bộ nữ liên quan đến chỉ con gái. Tiếp theo, chữ bên phải là chữ chỉ. Chỉ thì đây là một dạng chữ hình thanh, có bộ nữ để chỉ con gái, biểu thị nghĩa, còn bên phải là chữ chỉ, cách đọc gần giống chỉ. Và các bạn cũng có thể hiểu cho cách khác, đó là cái chữ chỉ này thì gần giống như là cái hình bài vị thờ tổ tiên của người Trung Quốc ngày xưa. Thì ngày xưa khi mà cúng tổ tiên, chỉ có những cô gái đã trưởng thành thì mới được vào phòng thờ cùng với bố mẹ. Vì vậy mà thường là chỉ để chỉ thường chỉ chị gái chứ không phải chỉ em gái. Chúng ta cùng tiếp tục bài học với chữ tải. Tải có nghĩa là số 100. Thì các bạn có thể thấy là trên chữ tái là màu trắng, có thêm một nét ngang tạo ra chữ tải. Nét ngang là số 1, là đương nhiên là để biểu thị số lượng. Thế còn phía dưới là chữ tái, có cách đọc gần giống chữ tải. Ví dụ, y bài san sứ, y bài san sứ, 130. Các bạn có thể quan sát cái cách viết ở bên góc trên cùng bên phải. Tiếp theo ta có động từ tổng. Tổng có nghĩa là chờ đợi hoặc có thể dịch là ngang bằng, đẳng cấp. Ở chữ tổng này phía trên bao gồm có bộ trúc, chỉ cây tre, cây trúc. Phía dưới là bộ thổ và cuối cùng là bộ thốn. Thì cái chữ này chúng ta có thể tưởng tượng là hình ảnh một người đứng dưới gốc cây trúc đang chờ đợi và liên tục nhìn đồng hồ. Vì sao ở đây chúng ta có thể liên tưởng đến nhìn đồng hồ? Vì bộ thốn ngày xưa thì thường dùng để là cái que, thường dùng để đo cái bóng nắng của mặt trời, để chỉ để đo đếm thời gian. Ví dụ, Nǐ tǎng wǒ duō jiǔ le? Nǐ tǎng wǒ duō jiǔ le? Bạn chờ tớ bao lâu rồi? Tiếp tục, ta có động từ sủ, còn danh từ. Sủ là động từ là đếm, thế còn danh từ đọc là sủ, có nghĩa là con số. Ở bên bên phải các bạn sẽ thấy đó là bộ phốc. Cách viết khác, nó có hai cách viết. Và cái bộ phốc này thì giống như hình ảnh ngón tay giơ lên để làm phép tính, phép toán.
Bên trái thì có bộ mễ, phía trên là bộ mễ, phía dưới là bộ nữ. Các bạn có thể tưởng tượng chữ này giống như hình một cô gái bán gạo, đang đong gạo, giơ ngón tay lên để tính toán. Vì vậy mà có nghĩa là đếm hoặc con số. Ví dụ, chính sổ y sổ, chính sổ y sổ, mời đếm thử, mời đếm qua, mời đếm một chút. Như vậy mình đã giới thiệu tới các bạn các chữ Hán xuất hiện trong bài số 9 của giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn hãy về ghi chép chúng, học thuộc và áp dụng vào đặt câu. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Chào chị!